Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi trang truyền hình thành phố phát trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Việt Nam 18 tháng 11 và kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn phóng sự ghi nhận ở khu dân cư văn hóa và chuyện những giáo viên tận tụy vì nghề. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Liên tục nhiều năm qua, hai thôn Vạch và Tân Hợp ở xã Cam Đường, thành phố Lào Cai luôn được công nhận là thôn văn hóa. Có được kết quả này, người dân nơi đây luôn nâng cao ý thức trách nhiệm, cùng nhau đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa văn minh. Khu dân cư thôn Vạch Tân Hợp có 145 hộ gia đình với 449 nhân khẩu, gồm 5 dân tộc cùng sinh sống. Trong đó, dân tộc Tày chiếm trên 80%. Nhân dân trong khu dân cư luôn đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc. Đặc biệt trong những năm gần đây, từ chương trình xây dựng nông thôn mới, bộ mặt khu dân cư có sự đổi thay nhanh chóng. Để nhận được sự hưởng ứng tích cực của bà con trong phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, Ban công tác mặt trận khu dân cư thôn Vạch Tân Hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình thực hiện tốt 5 nội dung cuộc vận động, lồng ghép với các phong trào thi đua và thực hiện quy ước của thôn. Trong đó, trọng tâm là bà con cùng đoàn kết phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo, khuyến khích làm giàu, xây dựng đời sống văn hóa mới. Khu dân cư đã xây dựng được nhiều mô hình phát triển kinh tế mới, tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất, chăn nuôi, nâng mức thu nhập bình quân đạt 29 triệu đồng trên một người một năm. Tiêu biểu như hộ gia đình anh Hoàng Văn Hùng đã chuyển đổi đất lúa sang đào ao thả cá và chăn nuôi lợn. Mấy năm gần đây, nuôi lợn giá cả bấp bênh, gia đình anh chuyển sang nuôi gà. Không chỉ chú trọng phát triển kinh tế gia đình, anh cũng rất quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân cũng như các hộ gia đình xung quanh. Qua cái thời gian là chăn nuôi cá ấy, mới chăn nuôi lợn ấy, đến giờ ấy là chuyển sang chăn nuôi gà mới trồng cây này thì mình thấy là cái mang về cái hiệu quả của về kinh tế, về nguồn thu nhập thì mình tính là nó vẫn hơn. Hộ gia đình anh Lương Văn Phong cũng là một điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế. Trong khi nhiều hộ trồng cây ăn quả thì gia đình anh lựa chọn trồng cây đào cảnh. Với 50 gốc đào, công chăm sóc không nhiều mà mỗi năm cũng cho thu nhập 30 triệu đồng. Ngoài ra với lợi thế đất đồi rộng, anh chị đầu tư nuôi 10 con bò. Đặc thù của gia đình là ở trên đồi và có nước. Thì tôi cũng tận dụng cái đặc thù này thì là dưới thì làm ao cạnh nhà, còn vườn, còn đền, còn đằng sau đồi thì tôi lại trồng xoan. Đấy, và tận dụng cái nguồn cỏ này thì tôi cũng khỏi phải phát vườn xoan nữa, thì tôi cũng mua 10 con bò về thả để nó vừa ăn cỏ mà vừa nó lại làm cỏ cho xoan nữa, thì đỡ được cái công sức phát của hàng năm của gia đình. Và là gia đình cũng kèm thêm tận dụng cái phân bò này thì cũng nuôi được, cũng trồng được cây đào để mà phục vụ mấy ngày Tết. Đây thì cũng cho mức thu hoạch của gia đình cũng là ổn định. Nhiều hộ gia đình khác chuyển đổi sang làm dịch vụ thương mại gắn với du lịch sinh thái, đem lại hiệu quả kinh tế cao mà còn tạo việc làm cho trên 10 lao động. Kinh tế phát triển, nhà cửa đầu tư xây mới, xây bồn trồng tuyến đường hoa, cải tạo vườn tạp, giúp cho bộ mặt khu dân cư ngày càng khang trang sạch đẹp. Khu dân cư Vạch Tân Hợp cũng thực hiện tốt nội dung cải tạo tập quán lạc hậu trong việc cưới việc tang lễ hội, duy trì các hoạt động văn hóa văn nghệ, phát huy bản sắc dân tộc. 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đến lớp, không có học sinh bỏ học. Trong thôn không có cá nhân vi phạm pháp luật, không phát sinh tệ nạn xã hội, không xảy ra các vụ mất an ninh trật tự. Khu dân cư thôn Vạch Tân Hợp đang nỗ lực xây dựng thôn kiểu mẫu. Những năm vừa qua, nhất là năm 2018, thôn chúng tôi tiếp tục hoàn thiện những phần còn lại của cái chương trình nông thôn mới. Đó là hoàn thiện những cái đường bê tông về cổng chào và tất cả những vấn đề để chỉnh trang nông thôn mới. Có thể là chúng tôi đã vận động nhân dân, đặc biệt là bà con nhân dân được sự ủng hộ rất là nhiệt tình, rất là cao. Tất cả mọi phong trào của thôn bản đặt ra thì bà con và các khu dân cư phấn đấu rất là tốt. Và để đánh giá là cái kết quả đó, có thể nói là đến giờ phút này thôn chúng tôi đã hoàn thành được cái nhiệm vụ đó và chuẩn bị cho năm 2019 chắc chắn sẽ là những thôn xây dựng nông thôn kiểu mẫu. Những ngày này cùng với nhân dân trong xã, bà con nhân dân khu dân cư thôn Vạch Tân Hợp đang hân hoan tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày Mặt trận Dân tộc Thống nhất.
tự hào với những kết quả đạt được trong năm qua, 100% nhân dân trong tổ đã đăng ký thi đua danh hiệu gia đình văn hóa và ký cam kết thực hiện các nội dung, quy tắc ứng xử văn hóa văn minh, phấn đấu sớm trở thành thôn kiểu mẫu. Nhiều năm qua, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Lào Cai đã tập trung xây dựng nhà trường tiên tiến, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Học sinh được tiếp cận với những phương pháp dạy học mới, đóng góp vào thành tích chung đó có nhiều giáo viên đam mê với sự nghiệp trồng người, vượt qua những khó khăn hàng ngày để vun trồng cho thế hệ tương lai. Năm 1998, cô giáo Vũ Thị Hoa về công tác tại trường tiểu học xã Phìn Ngan, huyện Bát Sát. Đến năm 2014, cô được phân công nhiệm vụ về giảng dạy tại trường tiểu học Bắc Cường. Bước vào nghề khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng cô đã thể hiện năng lực chuyên môn vững vàng ngay từ những ngày đầu nhận lớp. Cô luôn có ý thức học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Với sự nhanh nhẹn, lòng say mê nghề nghiệp của mình, cô luôn tự tìm hiểu, nghiên cứu để nâng cao kiến thức, quan tâm đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm đem lại hiệu quả cao nhất trong mỗi giờ học. 20 năm đứng trên bục giảng cũng là 20 năm phấn đấu không ngừng và làm hết khả năng, nhiệt huyết của mình. Trong quá trình dạy học thì chúng tôi dạy theo mạch kiến thức, học đến đâu chúng tôi bồi dưỡng đến đấy. Thì khi mà sau mỗi một tuần dạy hoặc là sau mỗi một cái thời điểm thì chúng tôi có những bài kiểm tra để cho các em, thứ nhất là các em tự đo bản thân mình và các em biết được mình đang ở mức độ nào, và bản thân giáo viên chúng tôi cũng biết được để điều chỉnh cách dạy, cách học của các em. Trong vai trò là một giáo viên chủ nhiệm, cô luôn gần gũi quan tâm, theo dõi nề nếp chuyên cần của học sinh, bồi dưỡng học sinh giỏi và kèm cặp học sinh yếu kém. Do đó, lớp cô chủ nhiệm luôn đạt các thành tích cao trong các phong trào của trường. Các em học sinh do cô Hoa bồi dưỡng đạt thành tích cao trong các cuộc thi chọn học sinh giỏi các cấp. Không chỉ là giáo viên có nhiều sáng kiến trong giảng dạy, cô còn là tổ trưởng chuyên môn. Cô cùng các đồng nghiệp đưa ra nhiều sáng kiến kinh nghiệm hay trong dạy học. Cô giáo Vũ Thị Hoa là giáo viên của trường tiểu học Bắc Cường. Thì trong nhiều năm qua thì cô luôn luôn cố gắng đạt thành tích cao trong sự nghiệp trồng người. Và đặc biệt là một cô giáo rất là trẻ, tâm huyết, yêu nghề và luôn gắn bó với trường, với lớp. Và trong những thời gian vừa qua thì cô luôn luôn là một cô giáo rất là có chuyên môn giỏi và thực hiện cái ứng dụng phương pháp kỹ thuật dạy học hiện đại vào, làm giáo viên tiên phong trong việc đổi mới phương pháp dạy học. Có dịp đến thăm trường mầm non Đồng Tuyển những ngày này mới thấy sự cố gắng nỗ lực của cả tập thể nhà trường, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của cô giáo Nông Thị Nga, hiệu trưởng trường mầm non Đồng Tuyển. Gần 20 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, từ một cô giáo trẻ còn nhiều bỡ ngỡ, đến khi trở thành cán bộ quản lý giỏi là cả quá trình phấn đấu nỗ lực không ngừng. Trong suốt những năm tháng công tác của mình, cô Nga luôn trăn trở làm sao để đem lại một môi trường giáo dục hoàn thiện nhất cho trẻ. Theo cô Nga, yếu tố quyết định nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường chính là cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên. Vì vậy, cô thường xuyên làm tốt công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo về đầu tư, sửa chữa, nâng cao cơ sở vật chất nhà trường, đảm bảo phục vụ các hoạt động chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng trẻ ở điều kiện tốt nhất. Bên cạnh đó, cô tích cực tham gia nhiều sáng kiến kinh nghiệm áp dụng trong giảng dạy. Năm học 2017-2018, nhà trường di chuyển điểm trường chính đến địa điểm trường mới với nhiều khó khăn bộn bề. Cô Hoa đã huy động xã hội hóa, vận động sự giúp đỡ của các bậc phụ huynh cùng tập thể nhà trường cải tạo cảnh quan phòng học, sân chơi cho phù hợp với trẻ mầm non. Khi tiếp quản cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở Đồng Tuyển thì với một trường tiểu học và trung học cơ sở thì với cái cảnh quan và cơ sở vật chất thì đây là một cái điều kiện rất là lý tưởng đối với cái trường trung học cơ sở, nhưng mà với trường mầm non thì lại thực sự là chưa phù hợp. Và đến thời điểm này thì cơ bản về cái cơ sở vật chất cũng như là cái cải tạo cảnh quan của nhà trường đã phù hợp với các con, và chúng tôi đang trong cái tiến độ là đẩy nhanh cái xây dựng cảnh quan tại trường chính để đảm bảo cho cái việc công nhận chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia vào tháng 12 năm 2018. Trên cương vị là bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, tất cả các đợt học tập chính trị chuyên môn nghiệp vụ trong năm học do các cấp ủy đảng chính quyền tổ chức, các đợt tuyên truyền, các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trong ngành đều được cô triển khai thực hiện nghiêm túc đến 100% cán bộ đảng viên, giáo viên của trường.
đặc biệt cô Nga cũng luôn phát huy dân chủ, quan tâm tạo điều kiện để cán bộ giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quan tâm chăm lo đời sống tinh thần của giáo viên. Là những người cán bộ giáo viên trong nhà trường thì chúng tôi cảm thấy rất thoải mái khi công tác trong một cái môi trường làm việc có một người cán bộ quản lý gần gũi thân thiện và luôn luôn động viên chị em. Với những đóng góp nỗ lực của cô Nông Thị Nga, trường mầm non Đồng Tuyển đang phấn đấu đón bằng công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1 trong thời gian tới. Đối với các thầy cô giáo của ngành giáo dục đào tạo Lào Cai nói chung, cô Nga, cô Hoa nói riêng, phần thưởng quan trọng nhất không phải là những bằng khen hay danh hiệu thi đua, mà là sự trưởng thành chăm ngoan học giỏi của các em học sinh và niềm tin yêu của các bậc phụ huynh. Chương trình thành phố phát trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.